tưới như thế này á, thì nó sẽ nước trượt ra ngoài và không để ý thì cây nó sẽ bị thiếu nước ngay lập tức và nó sẽ yếu dần và nó sẽ không phát triển tốt. Các bạn nhìn đây, khi nước tưới lên trên này, bên ngoài này không có nước nhưng bên trong này nước lỏng bóng, thấy không? Tại sao tôi sử dụng một cái tấm vây khi cây ở trên đồi như thế này? Các bạn nhìn đây nhé, đây tất cả những giọt nước nó nhỏ xuống, anh tưới xuống đây này, anh tưới bắn vào cây này cho em. Ngoài này không có nước nhưng mà trong này nước đọng rất là nhiều, có hai tác dụng. Tác dụng thứ nhất là làm cho rễ nó sẽ phát triển ở trong cái bầu thôi, này mà có di chuyển rất là dễ. Cái thứ hai nữa là khi tưới nước ở trên này, tưới xuống đấy thì các bạn biết này, nước sẽ đọng vào đây. Chứ nếu các bạn chủ quan không có bầu vây như thế này á thì nước nó sẽ tràn ra ngoài, vô tình nó sẽ trượt hết ra ngoài. Mà hai tưới như thế này á thì nó sẽ nước trượt ra ngoài và không để ý thì cây nó sẽ bị thiếu nước ngay lập tức và nó sẽ yếu dần và nó sẽ không phát triển tốt. Đấy là một điểm cực kỳ mà các bạn phải lưu ý, cực kỳ có giá trị. Đây, các bạn nhìn đây, khi nước tưới lên trên này, bên ngoài này không có nước nhưng bên trong này nước lỏng bóng, thấy không? Đó, như vậy thì bao nhiêu nước nó sẽ dồn hết xuống dưới, nó cung cấp cái lượng nước cho cây, dẫn đến cây của tôi phát triển rất là tốt, rất là ok. Có gừng Thái này đẹp quá. Hả? Đúng rồi, chứ không nhổ cái này thì nó mệt lắm. Đấy, cây mới làm được có khoảng 5-6 ngày, phát triển cực kỳ mạnh mẽ, chồi đâm hết lên và bông ra lần này tím hết cả cây luôn. Nếu như các bạn chưa biết cái cách vây như thế nào thì hãy theo dõi video của tôi hoặc là đặt câu hỏi xuống dưới, tôi sẽ chỉ cho tất cả các bạn và giải thích cụ thể cho tất cả các bạn vây cái tấm vây như thế này khi chúng ta trồng cây ở trên đồi. Các bạn lưu ý nhá.